Đây là anh Sơn. Giới thiệu với anh, đây là Đào Sấm, người coi trực tiếp vòng ngoài của mình từ trước tới giờ. Bất kể ai đi ra đi vào khu này đều phải qua chốt này đầu tiên. Cũng là dân có nghề đó. Có nghe tên Đào Sấm. Được. Tắt đèn, tắt vào. Là bọn nó đó. Bây giờ em với thằng Trình sẽ lên thăm tính xem thế nào. Anh ở đây nhé. Tụi bay đi cẩn thận nha. Đã cắm chốt ở điểm này thì phải hết sức thận trọng, không bọn cớm nó cấy người vào. Anh cứ yên tâm, tôi nhìn người tôi biết ai là cớm, ai là người bình thường, làm sao mà qua mắt tôi được. Không được chủ quan. Vâng ạ. Cẩn thận vẫn hơn. Giữa đường vắng thế này mà lại có quán nước à? Là hoa tiêu của bọn nó. Như vậy là muốn vào sâu bên trong phải đi qua cái chốt này. Chơi trò đặc công thôi. Chơi. Đâu ra? Nhìn cái gì? Mở cửa đây. Mỗi thế. Đợt này chúng mày phải hết sức tập trung. Hóa chất ngày mai sẽ về tới đây. Thế còn phụ gia thì sao anh? Đầy đủ hết. Đơn hàng lần này sẽ rất nhiều. Thế khi nào triển khai ạ? Còn thiếu một ít nguyên liệu. Chắc sang tuần thì nguyên liệu mới về. Kỳ này mình vẫn dùng công thức cũ hả anh? Đợt này tăng hàm lượng phụ gia lên. Sao? Thế việc anh bảo chúng mày tuyển thợ đến đâu rồi? Em đã cho mấy đầu mối liên hệ tìm thợ rồi anh ạ. Anh cần khoảng 10 thằng, chia làm 2 ca, thay nhau làm ngày làm đêm. Xong đơn hàng này càng sớm càng tốt. Thế còn bảo vệ, anh cần bao nhiêu thằng? Ít nhất khoảng 30 thằng. Vừa bảo vệ xưởng vòng trong, vòng ngoài và cắm cho anh mấy cái chốt từ ngoài đường vào đến cổng. Chứ một cái chốt của con mụ Đào Sấm là không đủ. Thêm vài ba thằng cắm 24/24 ở công an huyện. Nếu chúng nó tập trung quân, lập tức báo anh ngay. Dạ, việc này em cũng tính trước rồi. Giờ chỉ cần đợi lệnh đại ca là triển khai luôn. Từ từ. Thằng Cải, mày kiếm cho tao 10 con hàng mang vào trong này để chúng nó nấu nướng và phục vụ bọn nó. Dạ, chuyện đó thì đại ca yên tâm. Ừ. Còn việc triển khai, bây giờ chúng mày đừng tập trung quân đông vội, dễ gây sự chú ý. Khi nào vào việc thì gọi chúng nó, lúc đấy vào là làm. Dạ. Mà anh ơi, em nhìn đây như là một khu bỏ hoang ấy. Bọn nó chuẩn bị kiên cố thế này, ở ngoài quan sát không biết gì được đâu. Anh nghĩ phải tìm cách khác thôi.
việc tuyển quân, bọn mày phải hết sức cẩn thận, không qua loa đại khái được đâu. Không khéo bọn cớm nó lại cấy người vào. Anh yên tâm, việc tuyển người em chỉ tuyển những thằng có số má ở ngoài Bắc, còn người đây em không dùng. Thế à? Em thấy như thế cho an toàn anh ạ. Để những người dân địa phương ở đây, thứ nhất họ có mối quan hệ, thứ hai tụi nó hay bếp xếp là đầu quà, cho nên là tổ chức dễ trà trộn lắm. Ừ, bọn mày tính thế cũng phải, phải hết sức cẩn thận. Riêng bọn bảo vệ, khi đã nhận việc thì tuyệt đối không cho chúng nó biết là trong này làm cái gì. Và khi đã vào đây là tuyệt đối không được đi ra, không được đi đâu hết. Vâng, vẫn triển khai như cũ anh ạ. À anh, em nghe nói thằng Toàn Khí đớm ngoẻo rồi ha. Tội nghiệp, nó vắn số. Đại ca, bọn em làm cơm chờ sẵn đại ca rồi. Ở đây có gà đồ, ngon lắm anh ạ. Thế còn rượu thì sao? Có ngon không? Rượu thì đại ca yên tâm, rượu này ở đây ông uống bà khen. Anh thì làm gì có bà nào đây mà khen. Nói vui vậy thôi, chứ anh cũng chuẩn bị rồi. Lát nữa bọn mày theo xe anh ra ngoài thị trấn. Đêm nay anh cho chúng mày ăn uống đập phá, xả láng. Mai đợi hóa chất rồi đi về trại sau. Dạ, các anh cứ tự nhiên. Em xin phép được đi thắp nén nhang cho thằng bạn vừa mới mất. Ừ, thế thằng Cải ở nhà, còn hai thằng mày đi cùng anh. Dạ.